nghe để tỉnh ra, bớt lười đi. Có một thế hệ trẻ, mở miệng là thốt đam mê, nhưng vẫn dậy muộn, đói ăn, lười đọc sách và mãi không kiếm được tiền. Đừng gọi những gì mình thích là đam mê, hãy thử đặt tên cho nó là một kế hoạch. Bởi vì thật sự là miệng chỉ biết nói đam mê như cậu, quê tôi đầy. Đừng cứ mãi khát khao, đừng luôn dại khờ. Đã rất nhiều lần bạn cảm thấy thôi thúc, muốn làm những điều mình thích. Bạn nghĩ rằng cách làm việc của mình là đúng và hay, và bạn quyết định sẽ theo đuổi nó. Bạn đem ý tưởng của mình ra hỏi ý kiến bạn bè và người thân. Có những người ít hiểu biết, hâm mộ thì hồ theo bạn. Đại loại như, được đấy, hay quá. Có những gã kinh nghiệm hơn, và khi nghe về những ý tưởng, gã ta bắt đầu tỏ ra là người thông thái. Gã ta bắt đầu bằng ý kiến chủ quan thôi nha. Rồi sau đó, hắn ta kết thúc bằng câu nói, thông minh như cậu thì quê tôi đầy. Khi hỏi hai người đó, bạn chẳng bao giờ hài lòng tuyệt đối. Rồi bạn giữ nguyên ý tưởng đó cho mình, cũng không muốn nghĩ về nó nữa. Nếu có nghĩ về nó, bạn thấy con đường thật xa, rằng bạn phải đánh đổi nhiều thứ. Bạn nghi vấn ý tưởng chính mình tạo ra, bạn nghi vấn chính bản thân mình. Bạn gọi ý tưởng đó, những thứ chính con người thật của bạn đang thích, chỉ là giấc mơ. Bạn có nghe tới câu nói, hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ, của Steve Jobs không? Câu đó, ý nói những người khát khao và dại khờ không cần nghĩ xa tới đó đâu, nên không cần đi tìm sự thừa nhận từ người khác nữa. Họ cứ dại khờ, nên chẳng cần biết đường có xa hay không, cứ đi thôi. Họ ngu ngốc, không biết mình đánh đổi cái gì, nên cứ làm thôi. Khi họ đủ khao khát, họ bắt buộc phải làm những gì họ đang làm và uyển chuyển thích nghi với các thử thách và biến đổi từng ngày, và họ sẽ thành công. Nhưng nếu bạn đã lỡ là một người thông minh thì sao? Bạn đâu thể nào cố gắng ép mình ngu ngốc để làm những điều mình thích, phải không nào? Một người làm vì đam mê giống như một anh chàng thông minh, trẻ tuổi, tăng động nơi công sở vậy. Anh ta lấy cái được việc ra làm niềm tự hào. Nhưng trong mắt của mọi người xung quanh, anh ta chỉ là một kẻ khờ, ngu ngốc, chỉ biết đến mỗi việc. Mọi người xung quanh được gọi là những con người có kinh nghiệm, luôn cho rằng cách làm việc của họ là đúng, đã được chứng minh qua nhiều thế hệ. Và sau một thời gian, anh chàng đó nhận ra mình chỉ là một gã khờ. Anh ta sẽ mất lửa. Cái anh ấy thường xem là niềm tự hào, trong phút chốc trở thành sự xấu hổ. Anh ta tức giận, nhưng không thể nào làm cái gì khác để thể hiện cái đúng riêng của mình. Anh ta mệt mỏi, và cũng vì cơm áo gạo tiền, anh ta vẫn tiếp tục với công việc hiện tại. Vẫn làm những công việc đó, và chẳng thèm bận tâm nhiều nữa. Anh ta trở thành một trong số bọn họ. Và tôi sẽ nói rằng, nếu bạn đủ thông minh và thấy được tới đó, thì hãy ráng thấy rộng hơn chút nữa, bởi vì bạn có thể sẽ đi xa hơn rất nhiều. Hãy lên một kế hoạch rõ ràng cho những điều mình thích, đừng đặt tên nó là đam mê nữa. Khi có kế hoạch, bạn chẳng cần hỏi ý kiến của ai cả, mà câu hỏi đặt ra là ai có thể giúp bạn. Từ đó, bạn có những cách tiếp cận đúng đắn với mọi người xung quanh. Khi có kế hoạch, bạn đừng hỏi làm thế nào, mà bạn bắt đầu đặt câu hỏi khi nào. Bạn biết được từng bước đi tiếp theo của mình, từ đó bạn có thể hy sinh, tự kỷ luật để hành động chính xác. Từng ngày, bạn tiết kiệm tiền, bạn thức dậy sớm một cách lạ thường. Bạn chẳng thèm đi tìm cảm xúc từ những người vốn dĩ không liên quan đến kế hoạch của bạn. Bạn thêm một chút sợ cho những quyết định của mình. Chứ gọi nó là đam mê thì bạn đâu có sợ gì đâu. Làm không được thì bỏ ngang thôi mà. Một kế hoạch sẽ thúc đẩy bạn phải hành động, giống như không làm là mình chết vậy. Khi đó, bạn sẽ hội tụ được 14 kỹ năng sống còn dưới đây. Không ai có thể ngăn cản được bạn. 1. Bạn không đổ lỗi cho người khác. Bạn nhận ra đổ thừa không giúp bạn khá lên được chút nào. Nó còn làm bạn mờ mắt với từng bước đi của mình. Khi có kế hoạch,
bạn đưa mình vào thế chủ động. Bạn là người có thể kiểm soát mọi người xung quanh. Bạn sẽ đưa ra được những cách hành động chính xác nhất. 2. Bạn biết cách tránh những con thuyền đang chìm. Khi có đam mê, bạn cứ muốn mình trở thành một người hùng. Những nơi gặp hoạn nạn, bạn cứ muốn đâm đầu vào. Tôi giúp được, tôi giúp được. Nhưng bạn không lượng được sức mình và bị chìm theo những nơi đó thôi. Khi bạn có kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ biết được sức lực của mình. Có những con thuyền đang chìm ngoài kia là chuyện dĩ nhiên và bạn không thể giúp được. Bạn sẽ phải lo cho bản thân mình và biết cách tránh những nơi đó. 3. Bạn nhận ra chỉ có mỗi bạn mới cứu được bạn thôi. Không ai có thể cứu bạn trừ bạn ra. Khi bạn có đam mê, đồng nghĩa bạn nghĩ rằng ý tưởng của mình là thật sự tốt và có ý nghĩa. Và mọi người phải hiểu được ý tưởng đó. Bạn đi tìm sự đồng cảm từ mọi người xung quanh. Nhưng khi bạn có kế hoạch, ưu tiên hàng đầu không phải đi tìm đồng cảm từ người khác, phải không nào? 9. Bạn kiên trì bởi vì bạn biết kết quả tốt không đến một cách dễ dàng. Từ lúc bạn bắt đầu thực hiện các mục tiêu trong bản kế hoạch, những điều mình thích, thì phải mất ít nhất từ 3 đến 6 tháng, kết quả mới bắt đầu xuất hiện. Bạn thấy điều đó và theo. 10. Bạn chăm lo cho sức khỏe của mình. Bạn làm vì những điều mình thích như một cái máy khi có kế hoạch. Và những lúc mệt mỏi, bạn phát hiện ra mình cần phát triển thể lực và sức khỏe để tiếp tục làm việc và phát triển bản kế hoạch của mình. 11. Bất khả chiến bại. Không một ai có thể ngăn cản bạn được nữa. Dù người và việc có ngã có nghiêng, tâm bạn vẫn vững như kiềng ba chân. Khi bạn có kế hoạch, bạn sẽ có ba chân. Cái gì tốt cho bạn, cái gì bạn đang làm tốt và cái gì bạn chuẩn bị làm tốt. Khi có kế hoạch, bạn hiểu về gia đình, bạn bè, người thân, cộng sự và cả đối thủ. Bạn biết về thành phố bạn đang sống, bạn thấy được con người đang di chuyển như thế nào. Bạn uống cà phê, bạn trò chuyện với một người xa lạ, bạn ăn tối cùng gia đình, bạn đi đây đi đó, bạn làm công việc bạn đang làm. Không ai có thể ngăn cản kế hoạch, những điều mình thích của bạn cả. Làm sao để vượt qua những khi nản chí? Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta thấy thật nản chí và muốn bỏ hết những việc mình đang làm. Một dự án, một công việc hay một kế hoạch thú vị. Chúng ta hiểu là không nên từ bỏ, nhưng chúng ta thực sự thấy thiếu sức chịu đựng và động lực. Và giống như khi đang bơi trên một dòng sông, khi chúng ta không tiếp tục bơi, thì chỉ có một kết cục là chúng ta bị chìm. Việc nản chí và chán nản chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất, thất bại. Để vượt qua những khi nản chí trong cuộc sống, hãy cùng người thành công thử áp dụng những gợi ý dưới đây. 1. Nhớ lại lý do chúng ta làm những công việc này. Mỗi khi chán nản, muốn bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do đã khiến chúng ta bắt đầu công việc này. Khi bắt đầu, ai cũng có những lý do xác đáng, vững chắc và rất xứng đáng để phấn đấu. Khi chúng ta thấy thiếu đi động lực, nghĩa là chúng ta đã bị tách ra khỏi những lý do ấy. Hãy ngồi lại và nghĩ về những thành quả mà chúng ta hy vọng lúc ban đầu. Nhắc nhở mình lý do mà mình theo đuổi những mục tiêu ấy. Quan trọng hơn, hãy hình dung ra việc đạt được thành quả ấy sẽ thế nào, sẽ khiến chúng ta hạnh phúc biết bao nhiêu. Cảm giác hạnh phúc khi có được thành quả ấy sẽ khiến chúng ta bồi hồi và quyết tâm tiếp tục. 2. Nhớ tới những thành công trong quá khứ. Thành công cũ sẽ dắt theo những thành công mới. Mọi chúng ta chắc chắn đều đã có những thành công nhất định trong quá khứ. Thành công trong quá khứ có thể giống hoặc khác với những thành công mà chúng ta đang theo đuổi. Nhưng điều này không hề gì. Hãy nhớ lại những thành công trong quá khứ và cảm giác thỏa mãn, tự hào mà thành công đó đã mang lại cho chúng ta. Quan trọng hơn, thành công trong quá khứ chính là minh chứng cho một điều rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm được những việc khó khăn ấy, hoàn toàn có thể thành công. Chúng ta đã làm được và chúng ta sẽ tiếp tục làm được.
hãy áp dụng những bài học kinh nghiệm đã có trong quá khứ vào trường hợp hiện tại, nếu được. Có thể trong quá khứ, chúng ta cũng đã từng muốn bỏ cuộc, cũng đã từng muốn buông xuôi, nhưng chúng ta đã vượt qua như thế nào? Liệu chúng ta có thể làm như vậy một lần nữa không? 3. Nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Đây là cách thức không dễ chịu nhưng lại tỏ ra có hiệu quả, đó là nghĩ đến những hậu quả xấu nhất mà chúng ta có thể gặp phải nếu bỏ cuộc. Rất nhiều người đã bỏ thuốc lá hoặc cai nghiện rượu thành công vì bác sĩ nói nếu không làm vậy họ sẽ chết. Nỗi sợ hãi đôi khi có thể trở thành một động lực rất lớn nếu được dùng một cách đúng đắn. Khi muốn từ bỏ, hãy thử hình dung ra những hậu quả mà chúng ta có thể gặp phải. Cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Chúng ta sẽ mất những gì? Uy tín, danh dự, tiền bạc, niềm tin. Hãy hình dung thật rõ ràng về những hậu quả tồi tệ đó và tự hỏi mình, chúng ta có dám chấp nhận những hậu quả đó hay không? 4. Khẳng định lại con đường tới thành công. Hãy dành thời gian nhìn lại, khẳng định lại con đường đưa đến thành công. Cộng với việc tìm lại động lực cho mình sẽ giúp cho chúng ta lấy lại được năng lượng và sự quyết tâm. Những câu nói khẳng định như tôi có thể làm được việc này, sắp tới đích rồi, không có gì là không thể vượt qua, nghe có vẻ sáo rỗng và giống như các khẩu hiệu, nhưng chúng lại có tác dụng to lớn đối với tinh thần chúng ta. Hãy dùng những câu nói đó để tự nhắc nhở mình. 5. Không để lý trí đi lạc. Những khi chán nản, mệt mỏi, điều quan trọng là phải khống chế lý trí của mình, không được để lý trí chống lại chúng ta. Đôi khi, những suy nghĩ chệch hướng trong đầu có thể làm hỏng hết những nỗ lực của chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta lười biếng, không muốn đến phòng tập thể dục, bộ não sẽ nói với chúng ta đừng đi nữa và đưa ra cho chúng ta rất nhiều lý do để trốn tập. Ví dụ như thời tiết u ám hoặc nằm nghỉ ở nhà sẽ thoải mái hơn. Những lý do này sẽ lần lượt xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Những khi ấy, hãy nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ lạc đường này ra khỏi tâm trí. Đừng để chúng làm hỏng những quyết tâm và nỗ lực của chúng ta. Ngược lại, hãy hình dung ra những tình huống tích cực, kết quả tích cực nếu chúng ta không bỏ cuộc mà quyết tâm thực hiện công việc. Những hình ảnh tích cực ấy sẽ cho chúng ta những cảm giác phấn chấn để tiếp tục công việc. 6. Kết thân với những người mang lại cho chúng ta nhiều cảm hứng. Những người bạn đã từng đạt được những thành quả mà chúng ta đang vươn tới sẽ là những tấm gương, là nguồn cảm hứng lớn cho chúng ta. Những thành công của họ sẽ giúp chúng ta luôn có động lực để vươn tới, sẽ giúp chúng ta thấy mục tiêu của mình thực tế hơn. Họ là những minh chứng sống cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta quyết tâm. Ngoài ra, những người bạn này còn có thể chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức cần thiết trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Họ có thể kể cho chúng ta nghe những gì họ đã gặp trên con đường nỗ lực, cố gắng. Và họ có thể giúp chúng ta tháo gỡ những khó khăn nhất định mà chúng ta gặp phải. Những người thành công thường rất hào hiệp giúp đỡ những người khác, chứ không như những người luôn bi quan và thất bại. Dù đang theo đuổi công việc gì, dự định gì, thì luôn có những thời điểm chúng ta mệt mỏi, mất phương hướng, không còn động lực để cố gắng và tiến lên. Điều này là hết sức bình thường, và chúng ta không nên tự trách mình vì những thời điểm ấy. Quan trọng hơn, hãy tìm cách để vượt qua những lúc nản chí, tiếp tục tiến lên và đạt được mục tiêu đã đề ra. Hy vọng những gợi ý của người thành công có thể giúp các bạn ít nhiều. Chúc các bạn thành công!